Thằng này Indo ha hữu. Thằng Indo này em ghép năm 2019. Quá đẹp rồi. Hai cái này nó đang còn bu đuôi, nó xong bu đuôi. Nó đang xong còn bu đuôi nó xong. Con này thì cha nó là đu đen. Con này là thế hệ mình ép ra ha. Ép ra luôn, ép ra sản phẩm là năm 2019 ha. Mình chim về đẻ ở đây. Dạ, chim sẵn đây luôn. Ôi lửa quá trời đẹp rồi, quá trời đẹp lửa máy. Cái con này thì chưa xong lông. Đang ra bu đuôi anh. Đây là chim chuẩn bị ngũ sắc, chuẩn bị để đưa vào sinh sản. Con này thì gốc ở Phú Quốc. Lúc bắt là bắt kim chiền á. Quá trời đẹp rồi. Ở Phú Quốc anh. Còn ở đây dàn chim này đây là máy sinh. Con của năm 2019 em ghép năm 2019 luôn. Rồi đây. Này thì em bỏ trong avi nhưng mà đuôi chưa xong đuôi. Đuôi chưa xong mà chưa dài xong. Dài dữ vậy đó. Cái này là mới chỉ được có khoảng 70% đuôi á. Nhưng mà cái này thì em ra cho chế độ, ra cho nó hấp thu nắng á. Nắng để cho nó đủ chuẩn. Rồi một con máy bông. Bông. Bông nhật nguyệt. Quá trời đẹp. Rồi đây là cái dàn máy của anh Thủ, là ảnh đang dưỡng để chuẩn bị đưa vào AV ép đẻ. Thì còng thì em có mang hết luôn. Những cái sản phẩm của em ghép ra thì em đều mang còng hết. Đều có số, đeo số theo dõi hết ha. Quá trình cặp nào con nó ra sao em theo dõi hết. Mình theo dõi để mình coi cái phả hệ của nó. Mình ép nó không bị trùng huyết. Đây là những chú chim mà anh Hữu đang sàng lọc, và nói chung cũng hệ thống là bố mẹ để làm mò làm giống. Đó là sinh luôn anh. Con của sinh luôn á. Này từ từ. Điều mang cộng hết. Lửa máy mình ở đây hình như cũng nhiều quá rồi ha. Nhiều thể loại. 8 con, 8 chín con lửa máy. Đây giới thiệu anh em, đây là cũng một đặc sắc, con này cũng hiếm gặp nha anh em. Đây là chào màu này. Đầu trắng mình kêu là gì, hoàng hậu gì phải không? Hoàng tử. Hoàng tử hả? Hoàng tử. Hoàng tử đeo chào màu hoàng tử nha mấy anh em. Mà đầu trắng, mi đỏ. Hai mí luôn. Hai mí đỏ luôn. Hình như đang thay lông á không? Đang thay lông anh. Bộ đuôi răng ra nhưng mà không ngại em ngủ quá. Hôm nay cho nó hấp thụ miếng nắng. Cho chim nó khỏe. Quá đẹp. Ở đây phơi nắng yên tĩnh. Đây thì bông luôn. Nó con này thì nó cũng nhật nguyệt đó anh Phong. Nhưng mà về bông thì mình không có xác định được. Tại vì nó sẽ thay đổi. Đúng rồi. Nó sẽ thay đổi mắt đi hoặc là lên nhiều hay là mắt bông cũng có thể. Mùa này mùa kia ha. Con này thì mùa này thì nó bông nó ra nhiều. Nhưng mà mắt cây nhật nguyệt. Mắt nhật nguyệt là mắt hết nguyệt. Một cây trắng. Một cây trắng, nó ra là hai cây đen. Nhưng mà mình trên mình nó lên nhiều. Trên mình thì bông sinh nhiều bông ra. Dạ. Hay. Giờ mà cho anh em coi cái chạy. Nãy giờ thôi. Nãy rồi. Đây là khu vực chạy của anh Thủ mấy anh em. Đây là anh em thân thiết lắm mà mới cho vô nha, chứ là chim ở đây là rất vô. Yên tĩnh để cho chim sinh sản. Đây là máy bông mình. Tập này thì nó cũng có lúc em bắt trước thì nó cũng có ra sản phẩm bông nhưng mà em chưa có ghép. Từ từ. Đây là chào màu mái bông. Bông đuôi trắng. Nó mí hai mí luôn anh, mí hai mí đỏ luôn á. Mái hai mí đỏ luôn. Tối. Đây là giống sinh này em nhập từ bánh về. Chim bố mẹ. Đang quá trình thay lông luôn. Con này mới thay lông chưa anh ơi, nó chỉ đang gấp cánh á. Rất mình thôi, chưa hoàn thiện lông. Thì anh em xem á, rồi có cần giao lưu hoặc là học hỏi kinh nghiệm hoặc là anh em giao lưu trong cái giới chơi chim thì cứ liên hệ với anh Thủ. Nữa mình sẽ để cái số điện thoại ở dưới comment, anh em cần liên hệ nha, và địa chỉ. Này thì gốc mùa đầu mét, mùa đầu thì nó được 19 cộng anh, 19 6. Đây anh em xem cái con máy này đuôi khủng nha mấy anh em.
Máy này máy nhập về luôn á anh. Máy Singapore là nhập, là mình nhập chim chiền hả hổ? Chim chiền anh, đúng là nhập chiền về, à, mùa trước nó được 19 mấy. À, mùa này coi cũng chưa, mùa này thay chưa? Chưa thay hả? Đang ra anh, nó xong bụng mình rồi đó. Ờ à, đúng rồi. Bây đuôi, giờ còn bộ đuôi nó đang ra cái bực kiếm á. Đuôi tôm lụa quá đẹp luôn rồi. Rồi, trống mà đuôi được gì cũng đẹp rồi. Máy anh à, biết rồi mà này cho máy nè. Mà con máy này hay quá. Có mình mà đập đuôi dữ dằn luôn. Là trong chuồng là mình máy mình để cho nó đập nó ở trường chút ha. Rồi sau này mình mới đưa trống sao nè. Chim con. Đây là những cái AV mà anh Hữu ép, nhưng mà hiện giờ là chỉ giữ máy nuôi lông, chưa có thả ghép cặp nha mấy anh em. Ở đây nếu có được anh em nào ở gần có điều kiện đến mình con hỏi rất hay. Chim con năm 2019 luôn á. À, chim con năm 2019. Ủa vậy là có để rồi hả? Để năm ngoái anh. Năm ngoái hả? Năm ngoái nhưng năm nay là em nó lên chuyền nè. À, nó đang rất lông chuyền. Nó đang thay lông phải không? Ờ thay lông chuyền chứ bị lên mét. Lông lên mét. Mới ra luôn nè. À, chiên lửa. Rồi. Chưa để từ từ xa đang cho anh em nhìn. Đây. Mấy anh em thấy không? Ở đây khu vực miền Tây á. Hình như là theo tôi biết là chỉ có mình anh Hữu mà có mấy cái gì cái vàng mà chạy ép giống chim mà lớn gì. Này bông anh. Wow, trời ơi bông này. Đẹp mà vàng. Đang bơm lửa, em cũng đang bơm lửa vô. Chưa là để cho nó nhảy nó nhìn thấy dốc dáng nó được. Quá trời đẹp. Đây là những giống chim hết sức quý hiếm anh em. À, dân chơi trong giới chơi chim cảnh thì những con chim này là vô giá. Ở đây có những con chim là giá trị từ vài chục cho đến hơn 100 nha mấy anh em. Tùy theo cái chủ giờ với người thì người chơi chim định giá thôi. Rồi con này là trắng nha mấy anh em, nhưng mà bông là bông khủng luôn đó. Ờ, bông khủng luôn á, con này là bông khủng luôn đó, bông muốn giáp hết trơn luôn á. Trắng chỉ lại mà, trắng 70-80%. Đúng rồi, trời ơi, thấy máy kìa, trời ơi. Đó, em thấy cái dốc dáng đẹp. Trời ơi. Con này gốc ở Ninh Thuận anh. Ninh Thuận. Ờ lúc bắt cái Ninh Thuận. Nó hàng là hàng chỉnh luôn chứ không phải hàng nhập nha anh em. Sao cái camera nó mà chắc có lẽ phải chùi con cái này. Hình như bị dơ rồi. Ủa trong rồi nè, thấm thần rồi nãy tự nhiên sao mà. Trên trên nè. Trời ơi gặp máy mít. Chung là đây em cách ly hết á, không muốn cho gặp máy. Đúng rồi, thèm quá vậy đó. Rồi khi mình nó gặp máy rồi mới sung ha, nuôi là dưỡng rồi. Rồi con này đẹp quá trời đẹp luôn ha. Bên đây nè, bên đây là ngũ sắc. Đây là số 7. Đây là ngũ sắc luôn, ngũ sắc trống. Máy nãy em phơi nắng máy đó. Thấy rồi. Rồi rồi. Vậy là cái con máy ngoài kia với phơi nắng ngoài kia với con trống này là ăn cặp. Là ăn cặp. Con máy ông ấy thì gốc nó ở ngoài Phú Quốc. Phú Quốc. Được. Con này thì gốc ở Đắk Lắk nè. Lúc mua là Đắk Lắk, đột biến ở Đắk Lắk. Là mấy con này là mấy ở con đồ của mấy Việt Nam hết. Đột biến này là hàng của mình. Hàng của mình hết tất cả. Này cũng chắc cũng chịu xiên đi đồ dữ lắm mới có săn lùng được chứ ở đâu mà sưu tầm nó nhiều con độc không à. À, thấy lên Facebook cái giác lồng chim dục lên xe đi hoài đó ha. Chúng em đi sưu tầm nhiều lắm, nhiều chỗ. Chúng em đi tầm hàng. Luôn nhiều học hỏi nhiều với lại cũng tốn kém. Đây. Này gốc anh, chim gốc á. Đây nè. Rồi, anh em mình hân hạnh được chiêm ngưỡng một con hàng xin gốc luôn á, anh Hữu đem từ xin về. Nên gớm kiếm hả Hữu? Gớm kiếm anh, đang đuôi đang ra luôn á. Đuôi này ba mấy hả? Không, con này thì em nghĩ chắc là trên 28, 29. Ồ, nhưng mà đang ra anh.
mới nhìn tưởng đâu nó tầm khoảng 30 rồi đó chứ. Không, em nghĩ độ của nó khoảng 28, 29. Không, tại vì nó nằm xéo mà nó ăn hai miếng mấy, hai cục mấy gạch mà gạch xây đó là cũng khoảng đó 28, 29 ha. 28, 29. Ồ, con này bộ đuôi này thôi đi thi rồi thôi. Con này đúng là đầu xà nè. Mình dài nữa. Bên đây thì con này thì mùa đậu mùa vừa rồi nó 30 nè. Con này ghép chưa? Con nó ghép rồi. Ghép mấy giống này ghép hết rồi. Rồi. Ghép năm ngoái á. Năm nay là mình chưa ấy ha. Ừ. Còn cái này quá nó hót à. Ơi. Con này đang ra đuôi đây. Con này gấp nó mét mùa đầu là 30 á. Tôm. Con này đuôi bản lớn dữ luôn. Bản lớn. Cái bản lớn. Con này thì đang ra đuôi luôn. Con máu còn một khúc. Mùa đậu mùa rồi mét mùa rồi nó 30. Em nhìn thấy quá. Đây là con, những cái con này mà quay lên clip người ta tưởng đâu là giống như là ăn cắp mà mấy cái clip của Singapore đồ đăng lại rồi. Con này đuôi dữ hơn con bên kia nhiều mà. Con này mùa đầu nó 30 anh, 30 đó. Đuôi quá có trời đuôi luôn rồi. Mùa này có thể nó trên 33, 34. Con này mình cũng nhập hả? Nhập luôn anh, hàng nhập về luôn anh. Ồ, con này hàng dữ luôn, hàng quý. Con này là vừa dài mà bản nó to luôn. Tôm. Tôm luôn, nói chung là nó hội đủ điều kiện đẹp của con lửa luôn trời. Thằng này không lên đây đâu thấy được mấy con này. Yeah. Rồi của chúng ta qua bên cái trại số 10. OMAV 10, con này là chim con nè. Chim con năm nay em ghép nhất 29 á. Giận con, giận là. Bị... Hồi đó thì em nghĩ nó mét mùa đầu nó khoảng 28 á. Chim con nè. Nó là mét luôn á, mét mùa năm nay. Mét luôn ha. Mét này. Mét vàng mới 28 mà nếu mà thai lên 30 rồi. Mấy cái con mà không anh, cái dòng máu này thì cái dòng máu mà chim em lấy về thì nó có cái tỷ lệ đưa nó lên cao lắm. Tại vì cái gốc bố mẹ của cái chim nhập của mình là nhiêu? Tới 40 hay gì đúng không? Chống em nhập mét mùa đầu là nó trên 28, 29 hết. Nhưng mà không có ý nói là cha mẹ của nó. Cha mẹ của cái cặp giống em lấy về thì cha nó tới 40 mấy lần. Cha 43, mẹ nó 23. Đó, cái gen của nó là cái gen của nó là cái cha nó tới 40 mấy mà nó là 30, ba mấy là chuyện bình thường. Ừ. Nó đang ra lông anh, đang ra đuôi luôn á. Con này nó cũng mép ha? Cũng mép luôn anh, đang ra đuôi, chưa xong cái này, chưa làm xong đuôi chứ. Vậy là mấy cái ô bên, hai ô bên này là con đời F1 của cái hàng nhập về đó. Ở đây là tất cả luôn, tất cả là hàng nhập hết. Con có mấy hàng nhập hết á. Quá. Ủa vậy nói vậy là mùa gọi bộ không có ra sao? Còn giữ. Không, em không giữ, em ra. Tại vì em đem về bên Mỹ hết mười mấy con rồi. Đây là hàng F1 của xin mà anh Hữu đem về ép ra hàng F1 đầu tiên nha mấy anh em. Nó là chim mép không đó. Con này thì 29 rồi. Từ đuôi từ giá 28, 29 lấy lên không? Nhưng mà nếu thai lông là bảo đảm chắc có lẽ là vượt 30 rồi. Quay clip gì chưa thấy rõ ra anh em mà được tới chặn tận mắt chúng mấy em anh em nhìn mới thấy tại vì mình quay từ ngoài cửa. Đây. Anh em nào có nhu cầu mà chơi lửa đuôi dài thì năm nay tranh thủ liên hệ với anh Thủ nha. Nó qua V13. Nhé, tại vì mình lạ, do người lạ. Tại vì chim là chim là chim thuần mà còn mà người lạ nên nó chỉ quen chủ thôi. Cái người lạ thì nó phải vậy. Nó cũng đang ra đuôi luôn. Chưa xong chim vàng đây, chưa có chỗ nào xong chứ. Hiện bây giờ các AV của anh Hữu là đa số là đang dưỡng chim, dưỡng lông chim, dưỡng lông hết. Khi nào có điều kiện sẽ quay lại thăm mà khi chim sinh sản nè, sinh sản vô chim con đút mồi rồi này kia. Hiện giờ là anh Hữu chưa có đặt ổ cũng chưa có đặt cống máy gì hết. Này máy đu đen anh, chim đu đen. Wow, con này quay kỹ tí nha. Này đấy. Hàng Indo. Đen toàn thân nghe anh em, cánh có trắng à, cánh có đen trắng à. Cánh là trắng, nó đen hết luôn à, cánh đuôi á. Cánh thì nó hơi trắng luôn, trắng.
Hàng này là hàng mình lấy ở trong nước hay là mình anh, ép mình nhập về đúng không? Hàng này nhập phải không? Dạ nhập đến về. À con này quá trời đẹp. Hàng mà con này vàng dữ ha. Đứng giờ mà kìa. À, con này mà để dưới cái con đen toàn thân ở ngoài kia nữa là đẻ ra là đúng là than luôn. Than đang thụt lùi luôn rồi. Này là mình chim của anh Hữu toàn là chim thừng ăn mồi cám nha anh em. Rồi mồi tươi là tùy theo chế độ này kia, ai muốn hỏi sẽ gặp riêng anh Hữu chào đổi, nữa mình sẽ để địa chỉ và số điện thoại. Đây là chim à. Chim là tự giác là đây ăn không? Dạ, tự giác là ăn luôn anh. À, trong này đó là chỉ là mồi tươi. Trong này chỉ có mà hai cái thố rồi nè, một cái thố cám. Cám là nhiều, thố cám. Mồi tươi ít. À. Cám, cám là anh Hữu là tự làm không? Tự làm không anh? Cám tự làm vào cái thố mồi tươi. Cám đồng... hả? Cám em nhập về. À, cám nhập luôn. Dạ. Và một cái thố nước. Thố nước để cho chim tắm. Nên em thấy là đơn giản nha. AV này thì ngang khoảng 1 mét, dài khoảng 2 mét rưỡi, cao khoảng 2 mét, 2 mét 2. Đây. Đây sô-cô-la anh. Wow. Hàng dữ không rồi. Đây là con máy sô cô la anh em thấy ha. Đây. Chuẩn miền Tây luôn á. Chuẩn miền Tây luôn. Con máy này hồi đó là bắt có cách mình đi có cây số gì anh? Bắt bổi á. Vậy hả? Ờ bắt chuyền lúc đó nó là chuyền á. Ủa. Ở trong bắt trong, ở đâu? Cái sung mình á. Vậy hả? Nó gốc miền Tây đó. Khánh thằng ơi. Ở đâu có ông này trời? Mình ở đây đâu phải là xứ của lửa mà có con máy đột biến dữ dằn vậy. Con than. Than hả? Than á, than sô-cô-la đó. Trời ơi, anh mới nhìn anh nói là con lửa máy không đó. Nó có con than á. Trời ơi, than sô-cô-la mà máy. Trời ơi, con này dữ rồi. Gốc qua miền Tây mình luôn, trong cái sung, bắt trong cái sung á. Mà ghét trong cái sung á. Mới nhìn tưởng đâu lửa không rồi trời. Thằng ấy dân phi chim mà giờ còn không biết nó là lửa hay than nữa. Trời ơi, nó chết quá trời. Còn bên đây là... Bị nó cản cái lưới mà điện thoại này của anh 40 chấm đang đó mà tại ban ngày đang đẻ ăn biết mấy trứng rồi em cũng không biết. Cái này là máy đây cặp có cặp AV này anh Hữu đang gấp đẻ nghe mấy anh nè. Đây hiện tượng anh thấy hiện tượng không? Hiện tượng khi mà chim mà chuẩn bị đẻ là lúc nào than hay lửa cũng vậy chứ. Lúc nào cũng lấy thay gác bỏ vô thao nước. Thay gác bỏ vô thao nước. Lúc nào cũng vậy. À. Than, lửa, mi, tất cả các loại dòng chim. À. Dòng chim nào cũng vậy hết. Đây là cái điểm nhận biết được á. Điểm nhận biết được là chim chuẩn bị mình chuẩn bị chuẩn bị. Những người có kinh nghiệm ghép đồ này kia này mới biết chứ đứa không mà dễ gì mà biết. Ủa, chấm rồi. Chấm rồi, chấm luôn đi. Tỉnh ha, yên tĩnh ha. Mấy con lửa, mấy con than này thì em biết yên tĩnh càng tốt. Đúng rồi, than rất là khó chứ. Này than này cặp than Indo nghe nè. Như vậy là than Indo ở đây là tới 2-3 cặp nữa hả? 3 cặp anh. 3 cặp. Có chuồng trại rất là yên tĩnh. Ổ này kia nè. Đậu ngay ổ chắc giữ ổ quá. Giữ ổ chắc có trứng rồi. Ê Hữu mà nghe nói hình như Indo này con nào hót cũng múa xẹ chứ không? Đúng rồi anh, hót múa xẹ nhưng mà nhiều con có chịu. Cái con trống này thì không ấy nè. Con trống này không xù nè. Không xù. Không xù. Đây nguồn gốc trống này em mới em biết. Con này em biết trời này nè. Tại vì đa số Indo người ta đâu có trời đá, trời hót không à. Hót mà không xù mà xè thôi. Chim xô Indo nó xè nó giật dữ lắm. Anh này cũng chơi chim hót mà anh không có đá. Bên đây cũng Indo luôn. Máy đuôi trắng. Máy đuôi trắng với em ghép với con trống đuôi đen mà có hai con trắng. Tổng cộng thì nó 12 cộng đúng không? Con nó có 12 con đuôi nhưng mà con này thì nó chỉ Ôi con này đuôi dài dữ vậy. Dài em, mẫu nữa vậy. Ôi ơi con đuôi này đen luôn. Con này mẫu là cực kỳ đẹp luôn á. Con này ngoài cái lông của nó mướt là cái mẫu nó mẫu chim nhỏ dài. Đầu bi. Trời ơi con này là đúng đúng chuẩn là đúng sách để mà chơi hót luôn nè.
còn một số con trong nhà nữa, nhưng mà tha lông đó thì em cũng không có đem ra nữa. Con trống là nó đen hoàn toàn phải không? Đen hoàn toàn anh. Con máy này thì đen mà Indo đen rồi đuôi trắng. Đuôi trắng. Cực kỳ đẹp luôn. Con này đã, cặp này đã chưa? Cặp đó chưa anh, đang khai gác á. Nè, mới đang gọi gác luôn nè. Đang đưa gác vô khai nước á. Ôi con vàng kìa, lại đứng dòm kìa. Để cục gạch đó, lại đứng ngay cục gạch luôn ha. Muốn hót kìa. Nhưng mà thường nó đây thường ghép vô là nó thoát lắm. Trong quá trình đang sinh đẻ, trừ ra khi nào nó gặp chim lạ lỡ hay sức. Là có chim gì mình kè vô nó mới hót rồi. Nó mất sức nó dưới nó dưỡng sức rồi. Dưỡng sức chứ hai đó là khi mà anh kè chim nhiều quá cái thái độ của những con hung quá nó giục trứng luôn. Mà nghe nói nó ghen nữa đó. Có, nó trên trên ổ mà. Chi mà nó ghen dữ lắm, là kè con khác vô mà khơ khơ là nó đá. Đây. Một số nữa, một số chim trong nhà nữa, nhưng mà tại những cái dòng chim kia thì lửa kia nó đang thả lông đó. Cái nhóm lông em không chấm lên ra. Như ở đây mấy bạn thấy nó cái số AV quá, là số cuối cùng mình ấy, hình như là 19 đó. Mà theo